Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi trở lại cùng tất cả các bạn cho chuyên mục Làm Đẹp ngày hôm nay. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về mặt nạ khoai tây đông đá điều trị nám. Thì Trang có 3 phần chính muốn gửi đến bạn. Đầu tiên đó chính là tại sao mặt nạ khoai tây đông đá có khả năng điều trị nám. Thứ hai, cách làm mặt nạ khoai tây đông đá điều trị nám như thế nào. Và thứ ba đó chính là khoai tây đông đá điều trị nám có hiệu quả hay không. Nếu như bạn quan tâm về vấn đề này hãy tham khảo hết 3 phần mà Trang chia sẻ đến bạn. Điều trị nám là một trong những vấn đề mà chúng ta luôn tìm kiếm đủ mọi phương pháp hay là tất cả các cách để giúp cho chúng ta điều trị nám một cách hiệu quả. Và những cái loại mặt nạ từ tự nhiên thì được rất nhiều chị em săn đón và lựa chọn. Chúng ta thử rất nhiều những cái sản phẩm hay là các loại mặt nạ khác nhau trong quá trình hỗ trợ điều trị nám cho mình. Và các bạn cũng đã từng sử dụng qua khoai tây. Nhưng khoai tây đông đá thì các bạn có sử dụng hay chưa? Các bạn nghe có lạ hay không? Và tại sao khoai tây đông đá có khả năng điều trị nám? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé. Phần đầu tiên đó chính là khoai tây đông đá tại sao có khả năng điều trị nám? Thì khoai tây chứa rất nhiều những dưỡng chất và dinh dưỡng, đặc biệt lưu ý quan tâm đến vitamin C và vitamin B6 có trong khoai tây. Thì nó sẽ giúp cho làn da của chúng ta trở nên trắng hồng mịn màng hơn, cũng như là loại bỏ những sắc tố melanin trên da một cách hiệu quả, ngăn ngừa lão hóa cho làn da, kích thích collagen sản sinh. Và khi kết hợp cùng với vitamin C thì nó sẽ tăng tính hiệu quả làm trắng và điều trị nám da tàn nhang một cách hiệu quả. Đó là chưa kể về kali và chất xơ có trong khoai tây, nó sẽ giúp cho da của bạn tẩy tế bào chết, làm khỏe làn da, tăng sức đề kháng cho da. Như vậy là các bạn đã biết được tại sao khoai tây đông đá có khả năng điều trị nám da tàn nhang rồi bạn nhé. Và phần thứ hai đó chính là cách làm khoai tây đông đá trong việc hỗ trợ điều trị nám da tàn nhang. Thì khi chúng ta biết được công thức thì các bạn mới có thể thực hiện được cho mình. Đầu tiên bạn phải chuẩn bị cho Trang là một củ khoai tây, một trái chanh và cái khay đựng nước đá, có nghĩa là những cái khay ô vuông bạn để ngăn đá đó. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành làm thôi nào. Khoai tây bạn gọt vỏ sạch, rửa sạch, sắc lát mỏng, cho vào mỗi cái cối xay sinh tố. Chúng ta sẽ xay ra và cuối cùng bạn sẽ vắt nước cốt chanh cho vào. Và xay đến khi nào hỗn hợp trở thành sánh mịn thì bạn đổ ra cái khuôn đá và chúng ta cho vào ngăn đá, đông đến khi nó thành viên. Thì sau đó bạn sẽ tiến hành là rửa sạch da mặt bằng với sữa rửa mặt, lau nhẹ đi nhưng vẫn còn chừa một cái độ ẩm nhất định trên da. Rồi sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái viên khoai tây đông đá lúc nãy đó, chúng ta sẽ so massage nhẹ trên mặt. Nơi nào có nám da tàn nhang nhiều thì bạn so nhiều lên. Và hãy nhớ là chúng ta thực hiện từ 2 đến 3 viên, mỗi ngày thực hiện khoảng 2 lần. Và các bạn thực hiện điều như vậy thì cảm nhận được hiệu quả tích cực nhất trên làn da. Hoặc bạn nào không có đủ thời gian thì bạn thực hiện mỗi tuần từ 2 đến 3 lần. Như vậy là các bạn đã biết cách sử dụng khoai tây đông đá trong việc hỗ trợ điều trị nám da tàn nhang rồi nhé. Và bây giờ là câu hỏi mà các bạn quan tâm đây. Khoai tây đông đá điều trị nám da tàn nhang có hiệu quả hay không? Bởi vì khi sử dụng bất kỳ các sản phẩm hay các loại mặt nạ tự nhiên nào các bạn cũng đòi hiệu quả trên da. Nhưng các bạn hãy nhớ là khoai tây đông đá có khả năng điều trị nám da tàn nhang. Nhưng đối với những đối tượng là mới hình thành những đốm nâu, còn những đối tượng mà đốm nâu đã hình thành quá lâu rồi thì cái khả năng điều trị dường như nó rất là lâu và bạn cảm thấy là phải chờ đợi rất là nhiều. Nhưng cần thiết nhất vẫn là sự kiên trì và cố gắng đến cùng của tất cả các bạn. Tại sao ngay từ lúc đầu chúng ta không chăm sóc làn da của mình tốt nhất, đừng chạy theo những cái dòng mỹ phẩm để rồi da của chúng ta không thể cứu cánh được nữa. Nếu như bạn muốn điều trị nám da tàn nhang tận gốc, hiệu quả, an toàn và khỏe mạnh cho làn da thì bạn có thể tham khảo viên uống Purineol Collagen của chúng tôi. Một sản phẩm đạt chuẩn lâm sàng hơn 10 năm qua được các bệnh viện da liễu chấp cánh, cũng như là sản phẩm được các bác sĩ chuyên khoa da liễu đầu ngành khuyên các bạn nên dùng vì tốt cho sức khỏe, tốt cho tất cả các đối tượng, từ nam và nữ cũng như những ai có nhu cầu làm đẹp hoặc điều trị nám da tàn nhang cho mình. Nếu các bạn thấy video Trang chia sẻ ngày hôm nay hay có cho mình thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang và nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Và một trong những địa chỉ website chính thức quen thuộc của Trang, các bạn có thể lên Google và tìm kiếm, đó chính là nguyenthithuytrang.com hoặc là dược sĩ Trang Nguyễn hoặc là dược sĩ Thùy Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.